Xin chào bạn, mình đang có ở đây là chiếc ốp lưng Neo 2 Plus của Spigen dành cho Samsung Galaxy S8, chiếc ốp lưng có viền kép 2 lớp rất là đẹp. Đây vẫn là một sản phẩm của California của Mỹ và được sản xuất tại Hàn Quốc với chất lượng tiêu chuẩn chất lượng tuyệt vời. Ở đây thì mình có thêm cái màu đỏ đồng, màu xám và màu bạc. Mình làm video này chủ yếu để giới thiệu thêm cho các bạn những cái màu sắc khác, vì trước đây mới giới thiệu các bạn chi tiết được cái màu xám thôi. Còn video giới thiệu về sản phẩm thì các bạn vui lòng xem cái video trước đây của Lê Sang. Và đây là cái phiên bản màu đỏ đồng. Với cái phiên bản này thì cái mặt sau lưng nó cũng làm bằng cái màu khác chứ không phải là màu đen như phiên bản màu xám, hay là cái truyền thống làm lưng đen như những dòng Neo 2 Plus trước kia. Thiết kế thì vẫn gồm có hai lớp với cái phần khung được mạ tĩnh điện siêu bền. Bạn sẽ sử dụng thoải mái mà không lo nó bị bong chóc như hàng Trung Quốc. Bên trong thì vẫn được làm từ khung dẻo TPU. Đó. Khi sử dụng thì mình ráp hai phần này lại với nhau. Trước đây thì dòng Neo 2 Plus thì mặt sau lưng của nó đều làm tất cả từ màu đen, nhưng mà trên cái phiên bản cho S8 thì mình thấy thì có thêm những cái mặt lưng màu khác nữa, trông rất là đẹp và nó làm cho chiếc ốp lưng nó đỡ bị đơn điệu hơn, nhìn nó đẹp hơn rất là nhiều so với nếu mà đen hoàn toàn. Và đây là cái màu xám. Màu xám thì trước đây mình đã giới thiệu đến các bạn chi tiết qua cái video trước đây rồi. Màu xám thì mặt sau lưng của nó sẽ là màu đen với những cái họa tiết dạng xương cá. Đó. Đây là cái ba màu mới mình mới có. Thì mình lắp lên chiếc Samsung Galaxy S8 để lắp lên chiếc màu bạc đi. Màu bạc có cái mặt sau lưng cũng rất đẹp. Nói chung thì ba cái màu lưng này, cái màu lưng nào cũng rất là đẹp cả. Và như vậy mình đã giới thiệu xong các bạn cái bộ ba màu mới của dòng Neo 2 Plus S8. Xin cảm ơn các bạn. Để đặt mua sản phẩm này, các bạn vui lòng truy cập website lesang.vn hoặc gọi điện đến số hotline 0466-708-708 để đặt hàng. Lê Sang hỗ trợ chuyển hàng đi toàn quốc khắp 64 tỉnh thành tại Việt Nam, hỗ trợ giao hàng, thu tiền COD tận nhà mà bạn không cần phải thanh toán trước bất cứ một chi phí nào. Cảm ơn các bạn!